chấp bệnh ít á. Chán ghê. Rất nhiều người hỏi tao rồi, tại sao chấp bệnh là ít vậy? Chấp ít là cái tiền nhiều. Trời có quýnh không mà nó dốc. Đúng á. Chấp nhiều đặng ăn tiền ít. Chấp nhiều ăn tiền ít. Hai cái lửa cái nào? Bớt dốc. Đâu á. À mình ăn chắc đi. Ừ. Chấp ít ăn tiền nhiều. Bớt dốc, bớt dốc. Nóng chứ. Đánh chắc, ăn chắc hả? Ờ. Mình là tự làm được ăn mà. Ăn mà không biết ăn nhiêu tiền thôi. Đúng không? Để dễ về hành động. Anh cho ăn tiếp con xe nữa nè, phải không? Con này giống như con chó. Tôi ăn rồi, tôi đưa xe cho ăn nữa nè. Rồi. Thấy được không? Nãy đưa xe ăn nữa nè. Đó, hỏi xe cho ăn nè. Nào giờ nghe nói công gì dữ lắm. Con quê bữa nay con vòng luôn rồi. Đưa báo rồi. Thôi, nằm xuống cho chú chân đi chứ đâu nói gì nữa. Không, với lại bữa giờ nó thua nhiều quá không? Cậy công bớt lại rồi. Đưa đi đậu để em. Để em gửi cho chân mấy gì. Bữa giờ nó thua hoài, cậy công bớt lại. Bỏ qua đi để cho mình nhận tô làm việc đi chứ. Chứ một hồi số lên nhiều quá em gỡ không nổi đâu. Thấp thấp em còn trả nợ cho được. Chứ số ngồi lên nữa là đậu. Đi gì đâu không công hả? Em ngồi 40 viên đội bán cho bông. Thôi giờ 5 rồi em. 5 rồi. Đi dán này là 5 rồi. Mẹ 5. Ôi trời ơi, em coi lại cái lời hứa này nha chứ chắc nhắn hứa với người ta rồi quá. Nãy giờ không lẽ mình nói câu là hát một bài là 50 chứ không phải là nói mình đánh một bàn 50 nha. Ủa mà sao anh không tặng một bài học hay đó? Chắc bạn ngay chứ. Nghe nói gì không công nguyên quà nghe dữ dằn lắm gì. Mày sao tập sĩ về ta? Tình quý lợi hơn sao quá. Chữ quý nè, nước này chỉ tao mày chữ quý nè. Chữ quý. Nhưng mà mày thấy sắp chết đó là biết rồi, mà biết rồi. Chịu thằng ai mà để vậy. Mấy này chắc chết cũng quá. Đéo kìa. Đứng dốc có giác gì không? Đi nó tung chốc đầu rồi xin. Lúc nữa giác gì để đỡ, lúc mày đã. Không ra thì một đối bột coi nó dốc gì. Bước ra bắt xe chứ bộ. Mấy xe bắt đầu mà chở cô điện cho nó uống hết này mày coi nè. Thấy không? Em nào em lấy bo lao xỉm hết luôn coi. Dốc có giác chứ chị. Mà công nhận cái việc khoái ăn mấy con ai gì. Đi mà. Giò quá, khoái thịt giò nè. Thua má rồi đúng không? Mày má. Thua má là không gì đâu. Mày. Thua má à. Tiền số 500 gì đâu không. Có 10 lại cái bác kia đó. Bây giờ mày giảm giá cho công viên hòa là hát bài là 30 thôi chứ không cần 50. Hát ngàn chứ mày đánh. Ủa cái biểu quyết xe mã của anh đâu rồi không đưa cho anh. Lại lại không. Không, công ngoài có cần lấy sách này đọc không? À, sách ra nè. Anh có em ạ. Sách là anh bao lục bình, anh sách trên gì diễn đàn hay không? Không phải bên bên ra xa có bán á. Ba xa giá có bán á. Má rồi nghe sao nghe bán nghe ba xa, cái ba xa Việt Nam ba xa.
xa xa. Ở đâu nữa có anh chết không à? Bữa anh tưởng anh xung cái quýnh đâu, anh ăn xe mãi không? Anh ăn hoài cái thứ chiên da mà. Chiên da mà. Chẳng là anh thắt luôn. Chụp bánh mã mà. Anh đi qua đầu. Hay là cái gì? Nếu mà nói á, nếu mà nói là ở là thương trường Việt Nam là bánh mã chưa ai nữa mà bằng anh. Nhưng mà anh vẫn thua cái việc. Chẳng à, chú Việt chơi à. Chú Việt chơi con mã có bầu luôn, anh chưa làm được. Vậy là chú mà chú Việt được có gái là chú Việt mà là mã mà sinh ra được một con mã ngon. Ừ, anh là chưa làm được, anh là quýnh mã hay thôi. Nhưng mà làm con mã có bầu là chỉ có chú Việt thôi. Là quýnh với mình là bởi vậy chú Việt nói nhiều người đầu tiên Việt Nam luôn làm mã có bầu. Còn anh là quýnh mã hay thôi. Anh là nhìn thấy tướng ngon lành vậy đấy mã. Nhưng mà anh đâu có làm mã có bầu, nhưng mà chú Việt làm được. Không được rồi. Nhưng mà chú Việt chỉ có chú Việt mới làm mã. Chú Việt khéo, chú Việt dụ mã có bầu mà. Đây là quýnh mã hay. Còn đây là mã có bầu, đây là đây là hàng, của... hàng mã. Nhưng mà quan trọng là đúng rồi, ta nhìn á. Cái người nào làm hay quýnh mã hay, còn đây là làm mã có bầu. Người ta phát hiện chứ. Còn bên đây là anh Dương là đâu Dương, có làm được. Anh Dương là hàng mã. Vậy là bầu là nếu vậy là trong Việt Nam là nước Việt Nam là chỉ có là không lẽ là làm mẫu con Lý Hữu Thảo là nó khen chú Việt hơn anh ta. Lý Hữu Thảo nữa hả? Lý Hữu Thảo nữa hả? Lý Hữu Thảo. Lý Hữu Thảo nó nói là chú Việt là làm là em có bầu thì sướng hơn anh. Tại không. Vì anh chỉ hay thôi chứ không sướng. À làm quá hậu có bầu thì đại gia nó làm được, nhưng mà làm con mã có bầu. Trời ơi, cái người ta quay rồi mấy cha ơi. Ủa tôi cái chuyện này tôi nói là bên ngoài tôi nhậu mình làm cho nó có vẻ cái gì nói tùm lum la quýnh cờ mà làm con mã có bầu. Tại vì làm con mã có bầu là dân đánh cờ gì gì đó mà tôi chỉ là nói ví dụ là nói nhậu vui thôi. Tôi chỉ nhậu đại gia làm hoa hậu có bầu bình thường, nhưng mà chú Việt làm con mã có bầu là quá dữ, quá dữ, quá dữ luôn. Nước Việt Nam là chưa ai mà làm được giống như chú Việt làm mã có bầu là mà ngựa con nó đẻ ra ngựa cháu. Nó đẻ tum lum rồi la, nhưng không đẻ nó la lười chứ đẻ ngựa là ngoài là câu vô là nói nhiều. Nhậu vô nó chơi chú nó vui em chú Việt. Dân Việt Nam thì đa số là nhậu nhiều, nó chơi em chứ nó chơi em chú Việt không có gì buồn à. Ít ăn nhiều chú chỉ có vui ít chú nhiều thôi chứ có gì đâu buồn. Quýnh chồng em ru ngu, quýnh chồng em ru không hát nổi á, cái mà cái lên phần thắng mình mới cao. Câu chỉ có cái là bài 50 nhưng mà bữa nay thôi giảm giá cho câu là bài 30 thôi. Mưa lạnh đằng canh. Mưa lạnh đằng canh. Mưa lạnh bài đó là dịch hát đầu hết dịch hết đổ rồi. Không không giờ là bài này đó. Bài này bài là đồng quyền của ông họ là đồng quyền của anh. Ủa là dịch anh hát anh đăng lên Zalo. Thì có ai có Zalo anh mới hiểu rồi chứ. Nghe tiền có Zalo. Dạ. Con thiếu mình giết nó. Giết hả? Giết rồi. Người xa đi đâu. Đúng rồi, mình la ca bài đó đúng rồi. Làm bài đó mà mưa là thành canh á. Có Hoàng Tùng Linh trứng. Có gì mấy ca tại giờ chúng bạn là những nhé mà. Nhớ về đi bộ. Chỉ có là sinh 50 đi nhạc tha cho mấy đây thường đâu phải đánh giá sao rẻ hai ba con chốt rồi xong ra cho hai ba con chốt rồi xong trả nghỉ giờ chưa hài lòng chưa ừ, hài lòng rất là hài lòng đi ngựa rất là hài lòng kêu em bằng ma sao đền lòng quên này cái bài mà lá đỏ vui lắm gặp bạn con đi ngựa sao đền lòng quên
cà phê kêu em mần mò rất là hay đó vừa lòng chưa. Ê bạn đâu mà mày giỡn giỡn nhiều quá mày. Rồi mày có chỉnh xe mày thôi à, mày có chỉnh xe mày đó, mía kim xe mày đó, báo tôi biết vậy với bà. Ủa mà tao quýnh cà tàn mà mày giỡn với tao, mày xe mày trốn mày chứ ăn xe giờ lẽ trời ăn hay đi. Nhịn rồi đó. Nhịn chưa? Bắt chủ chưa? Bắt chủ. Mày sống không tới giờ đó đâu. Cái thứ nhì nữa lên sảy là mày biết rồi ha. Số phần mày cũng đi gần theo bà cố vợ. Nhảy xuống. Nè. Không kịp. Không vậy. Thấy không kịp hay gì trời. Không chạy thấy bên kia quýnh gì mà không kịp hết trơn á thầy. Mày nhịn mày thôi, tao không dám làm gì mày đó. Thấy không? Rất là mày hay quá, tao phải nhịn rồi. Thôi không hiểu gì trơn. Vừa lòng. Tại tao nói tiếng miên mày sao hiểu. Ơi không đi nữa. Nói không hiểu gì trơn á, đâu nói lại lần nữa rồi, nói gì? Nói ha. Nói lại đi. Sao? Nói gì mà chả hiểu gì hết trời. Nói lại. Nói gì mà chả hiểu gì mà cứ nói này nói kia không à. Không hiểu gì, không hiểu bên kia nói gì luôn á. Mình không hiểu bên kia nói gì luôn mà cứ nói này nói kia không à, chả hiểu thiệt, không hiểu thiệt luôn á. Thôi tôi cho mày hiểu mà. Không hiểu bên kia nói gì luôn á, nó thiệt. Ơi con đi ngựa. Chào em. Không hiểu bên kia nói gì, nói gì lùm la chứ. Em gái thiền phương. Ôi em gái thiền phương. Em gặp nghe. Tao đâu bắt mày vậy, tao bắt con voi rồi, tao chạy con voi đi nó. Voi lúc nào mà chả chết, nãy bắt là chết rồi. Ủa mày nói tiếng nghe cảm động quá, thôi tao không ăn đây. Ừ, đúng quá, tao bắt là phải chết rồi, tao đó làm SBC mà không biết mày. Nè, uầy, chém lỡ. Cái hai đó. Ừ. Mày sống rồi nó không có thọ mà. Đúng. Tuổi mày là tao biết không có thọ. Mày cũng mấy mày, hả? Đếm nữa, mày cứ đồ ăn ở không mày ngồi mày đếm mày. Ừ, thấy né mày qua đây nha, coi mày cái đảo sĩ rồi tao ăn cho hết con mẹ. Thằng sĩ tao, thầy rồi ăn luôn đi. Uống mấy cái rồi mày hỏi xuống nhà mày nhớ. Đúng rồi, đúng rồi. Đục mày xuống tướng mày xuống. Xuống tướng bỏ rạp. Tao đi đây rồi, tao cứ làm như mày. Đâu á? Chưa thấy đường mày chết rồi không? Mày thấy không? Chưa thấy đường chết. Chưa thấy không? Chưa thấy đường chết. Mình chưa thấy đường chết quý vị. Vừa lòng chưa? Đợi con đi ngựa. Đồng con quê. Tướng mày hay quá, tướng mày nằm đó tới quê. Hay ha. Mình chưa biết gì. Chưa. Chưa. 80. Thôi 80. Mày sống đâu tới tuổi đó mà 80 ngủ đâu. Quýnh đi. Tuổi mày là tao có đủ. Quýnh đi. Bám lụng chắc là. Quýnh đi. Chiêu. Đây nè, tao vỗ mặt á, vỗ mà hồi không còn con rồi. Quýnh đi. Thì quá chiêu. Không đủ đâu. Mày lên ngựa cái tao để cái mày là hết con đi rồi. Lên mày. Tám bảy nha. Rồi tám bảy nha. Rồi đi.
bánh nào bánh nào tao xào bánh đó vậy thôi à đó bánh nào nó mày ra bánh đó là mày tới vô nữa đó bánh nào yêu đi này đi rồi cho anh em phải có cờ đi chứ đi đi tao đi cái giờ này mới biết cái gì uống mấy cái rồi sủng tại tao nghe nói những người cao tuổi là tao lên giữ mất trong kiếm hiệp gọi là cái quả hầu hả chú gì anh Minh mà sống trong 2 3 là coi như Việt Nam này hết phải đâu có đó rồi cái buồn gì vậy không Minh ráng sống tới 2 3 là lâu quả thần thanh anh vô đội tuyển luôn lúc đó đội tuyển cử anh đi quýnh thế giới luôn tu di tâm hậu cơ cơ trên mạng rồi nó quá 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 đánh leo răng á nướng lên xuyên rồi nữa quá khúc phao mà tôi quá quá khúc phao tôi quá cho em cũng biết con xăng xin thì cũng là chiếu tướng em cũng biết à. Đây đứng lại tôi quá cho quần chơi xuống quần học riêng còn trong chú một thấy chưa cái gì vậy trời còn nói được 6-0 rồi mà còn nói được hả 6-0 mà còn nữa mà hát bài mưa lạnh thành căng cái ai dạ hát bài mưa lạnh thành căng cái ai tiếng mưa rơi bên bề 6-0 mà còn hát được vâng thầy à trời ơi người ra đi đã bao nhiêu lòng tôi thương nhớ càng nhiều ông Sơn rồi quay sợ nhất hát bài đó hát sao mà hát phải chung anh 50 trời bài này, đó cái toán à, là hát là phải là đưa bản quyền cho anh nữa bài đó bài bản quyền của anh mà có xe lục bích nữa nha chơi cái đó á cầu đinh me ngoài mà chưa hạ được em me ngoài chưa hạ được ổng ở trong quán quá mà quán trong đồng những lúc hớn vô thấy là nhà hàng đó bia đó vô mà chưa hạ được em hạ được chứ đinh lại mà ý là em chưa hạ được nhưng mà ổng cũng chưa hạ được em mẹ bây giờ là đụng mẻ nó phóng lên là nó lấy tiền nha 1 2 3 chưa chưa xong mã ẩm tiền rồi nhất mã là sao nhớ nè là đụng thăng tiền nhất mã chưa ta lại thăng tiền mày biết cái chiêu xong mã ẩm tiền không mày biết cái chiêu xong mã ẩm tiền không phải đỡ đó hay sông mã ẩm tiền mà răng ba tàu vậy mày biết cái chiêu ngỡ biết cái chiêu sông mã ẩm tiền không để biết cái chiêu sông mã ẩm tiền không biết mẹ không mẹ đâu cũng đang tỏ ẩm kiếm để biết cái chiêu sông mà cái giọng nó lớn cười lắm Lý biết cái chuyện xong mã ẩm liền không? Ẩm liền không? Lý biết xong mã ẩm liền không? Xong mã ẩm liền không? Xong mã ẩm liền không? Ẩm liền nhưng mà nó là gì? Là Lý biết cái chuyện xong mã ẩm liền không? Lý biết cái chuyện xong mã ẩm liền không? Ẩm liền không? Mà nó không nói tiền mà nói Lý biết cái xong Lý biết là cái xong mã ẩm liền không? Ẩm liền nó thất từ không? Xong mày ẩm liền à, ẩm liền tiền không cái ẩm liền á nghe thất cười rồi nhưng mà nó thực tế này đi biết cái câu rồi xong mày ẩm liền không sức tướng để đưa mình đi cho lại. Còn cái
nhà ông thầy ông đi. Xong ma ông liền ngửa tao cũng chắc chắn. Cờ tướng kỳ ha, không thấy người nào hay lượn thôi. Đâu áo đi, áo thử coi chơi. Áo. Áo có quần không? Áo đi. Áo là phải có quần nha. Quỉnh đi, đừng lấy dốc là được. Áo thử coi. Phải, để tôi coi nhiều cái lắm. Hù mình áo áo đi. Áo là phải có quần. Áo gì áo thử coi. Áo là phải có quần. Mà ấm tiền. Xong mà ấm liền. Xong mà ấm liền. Chết chà. Áo là phải có quần. Áo. Mày chọc chọc tao ra không tướng không bị lì chín suối giờ á, mày đừng có chọc những người này mày. Ừ. Áo đi, áo thoải mái, áo áo, áo mà. Quần. Mày bắt áo mày bắt mày kêu. Rồi đây là con dứt về. Đây là con dứt về nó ấp phê hơn. Giống như mình đi ra chung á là mày ra xe cái tao dứt về cái phê liền á. Áo là quần. Hay tính à. Quấn mấy cái là bèo phổi. Đâu dám mà vô đây hay gì chứ tướng đụng tao ra tướng đỡ thấy bà nội. Áo phải có quần chứ. Trời. Mà khỏe đúng được mày. Mà được, chịu chơi mày chơi. Không, đừng có đánh mà mình chờ chứ nó nói. Nó nói là đầu đó nó lại nó đâu quấn sao mà mặt ảnh chầm chầm. Nãy giờ tao chưa sức tướng nha, nãy giờ mày chọc hơi nhiều rồi đó. Phải không? Ừ, đấy, đi. Phải có quần. Sức hả? Sức lấy gì chùi mày? Hả? Sức lấy gì chùi? Quần đâu? Thấy không? Sức đó. Sức. Sức tinh đại pháp hả? Sức mẻ tình anh em. Sức tinh đại tao cứ về hoài, mày qua bắt hai con thử tao coi. Tao cứ gõ mày canh 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 hoài đúng. Sức kinh đại pháp. À, tao coi. Đủ mấy con pháo nữa, đây là tao quýnh thẳng sĩ rồi thua đó nghe mày. Rồi, chiếu chiếu nè đủ quá. À về sĩ tao quýnh đá núm nè quýnh văn minh thôi nhìn nhịn nè mình chơi văn minh xíu đi mình ha áo coi cho mình áo ngoài có quần nha áo ngoài có quần à quýnh đi cái gì ta quýnh đi biết áo quần đâu quýnh đi biết giờ không quýnh là sao biết được quýnh đi là biết quýnh đi nói này nghe vui. Mây tầm bạc. Dạ mây sô cô la. Mây. Gì quá. Biết mấy anh đang buồn mấy anh em hát cho mấy anh có chuyện. Ba nào em sô cô la. Ờ, muốn đứng chỗ nào nói chuyện chị ơi con xin đứng chỗ đó mà đứng hay góc. Đứng lâu đó mà. Mới đồng ý. Buồn mà hát cái bài này. Cái nhớ mà cái bài mà cái bài gì xong hành nè. À nhiều bài lắm. Cô gái miền Tây có cái cây ở giữa nữa. Với lại cô gái gì trong hành á. Cái gì mà lâm la mấy cái cốt. Còn nhiều mót lên là trong hành. Tiếc thiêu quá. Trời cái ông em. Cái nước này lại như vậy mà không á. Tại còn hai người không dễ nữa. Mót lên đường sông hành, đường trong hành. Trung phí mà đi mày gãy voi rồi. Đúng rồi, để mày bắt nữa. Nó ổn dữ lắm, bài nó ổn dữ lắm. Ra tay trước anh Khánh ơi. Nhiều bài á nghe. Chờ vậy. Chơi mày. Có hứng tao chơi không? À thì ra. Mà chơi là từ chết tao bị thương á, báo cho biết đó. Ừ. Đào em à. Hai thằng. Ô, xuống. Ao. Yêu quá tôi. Giết người. Ta phải làm này. Ô, ô, yeah. Yeah, yeah. Yeah, con em á, con đường trong hành, đường trong hành. Ô, ô. Yeah, yeah. Chắc quên. Đường sông Hàn. Lâu động hát lại hát bài chú Công Viên. Giọng không lớn không ca được. Giọng nguyên đâu ca được. Không, giọng anh giọng trẻ em à. Nghe nhắn nhạc Sương Mai không mà. Anh hát với Sương Mai nhưng mà giờ anh hát với Sương Mai là nó không chịu hát.
nó nói anh ghê quá, chơi anh nhỏ quá không có tóc. À, nó nói anh, nó nói chê anh, nó nói anh nhỏ quá. Ừ, nó tóc nhiều không phải là nhỏ mà nó nói anh chê bé quá, anh chê anh bé quá. Bây giờ nó ba đứa rồi, vợ lớn lên xấu quá ha, ba đứa rồi, lớn lên xấu quá, ba đứa con. Xem mẹ đâu có liên quan với em với mày. Hai đứa yêu mày, chọc chọc tao, giấc rồi nó. Xưa là nhà cũ. Uống không la đàn bà nó không sợ, uống à. Mình phải làm uống vô mà à, vậy là nó sợ. Cái đó là bị thập tiết anh ơi. La về thì bị thập tiết bậy mà uống không la đàn bà nó không sợ. Nè con kia nó mình đường sông hành, đường sông hành uống vô bời bời vậy. Quê con gì nữa quê rồi nhưng mà không biết quê thành phố ở dưới quê quê đó anh mấy tới chỗ quê đó tỉnh nào quê đi quê ra quê 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 quá Bạc Liêu, Cà Mau rồi. Mà nếu mà trình độ của Việt Tấn có thể vượt quầy á. Vượt quầy tới đây là quầy chắc rồi đó, nhưng mà có quầy sao? Xin hay là gì? Hậu sinh khả ố. Dạ. Lão chốt, lão chốt, lão chốt. Chào em. Chào em anh ơi. Đừng có nên ăn người ta cũng tội người ta quá. Khi nào ta năn nỉ quá mày phải ăn thôi. Phải không?
đó, bây giờ người ta đưa vô, ta kêu thôi ăn giùm tôi, tao thông cảm lắm, đó. Mà bỏ qua giùm là mình xe qua, đón xe dưới là qua. Đó, nếu ta đang nỉ là mình đứng xe tới đây nè anh ca, đứng hoài luôn, đâu đi đâu. Quê lắm à, mày đối diện với anh Giang, còn đối diện với tao khác, đó. Khác người tầm chốt chiếu cái muốn quay mà phải ngó mày ra hàm bí nhốt vào dưới rồi nhấn xe nếu mày quýnh với anh Giang là ai anh Giang vậy mày không hạ thấp tao quá thấy là anh Giang chỉ mày thay thôi tao không mê chứ gì mà chờ đâu rồi tao mà đánh giá bằng Giang được tao muốn bỏ trời mẹ rồi đúng nếu mà chú mà cỡ anh Giang thì chú bỏ cờ luôn đi chứ chú đánh cờ làm gì kia nữa ai mà coi cái mạng cái YouTube gì kia chơi cho nó không mệt đây Giang yếu nhất mà tự nhiên ngày mai đó thì không nói gì nhưng mà ngày mai anh chấp Giang cả hai nước là đánh được nhậu xong rồi mới chấp hai nước luôn gọi là đánh đẹp đánh đẹp luôn đánh được chứ mà đánh đẹp đánh đẹp đánh đẹp cổ đấy đánh ăn gì quan trọng đánh ăn chiên ủa cơ dở chứ mà ngồi xuống là làm tiền nha à. Thì đánh hay ông hoàng bữa hay lắm á bây giờ rồi hay ngồi hay anh lâm luôn anh lâm tay cục á ngồi xuống là làm tiền thử giờ mà ai mà ngồi là tiền cái tỷ bốn gián cái tỷ cây rồi mình chết tỷ sao đánh bài mình ngủ được không nhưng mà đánh lâu dài khác tỷ cái thời gian khác tao chắc mèn nước còn được không mày uống mình tiên cũng mẻ quần ra tỷ đánh không mà cũng ngủ rồi nhưng mà đánh thời gian hồi đó khác còn giờ khác rồi hồi đó có thể quýnh hơn được nhưng mà giờ hả hủ vậy không bị tưởng đường không nhưng mà nói với Giang á nếu mà đánh với tỷ á thời gian dài á khác nhưng mà đánh 15 phút là vô tỷ với nhau đẹp nhưng mà giờ còn đâu không có đồng hồ luôn không ngủ đi lẹ được không ngủ đi lẹ nhưng mà tỷ là cái đạo của mình bị bệnh không nhưng mà Giang ấy đồng hồ không có giờ được nữa tức là mình đánh nhiều mình quen thôi chứ không có ai giờ một hai ngày mà được đâu nhưng mà đánh anh đánh gần hai năm nay là hồi nào là đánh với Giang đánh liên tục luôn nhưng mà em thấy cờ ai lên chứ thấy anh Giang cá thấy không có lên cờ nữa con cái có Giang cá cũng có lên á lên đâu còn đâu lên cần chơi nè cà lớn á giống như hồi xưa là Giang đâu đánh đâu lại anh đâu bây giờ là chắc anh mấy cái anh thua nó đâu xưa. Quýnh lại em đâu giờ thấy nấu đi rồi ăn một chút cũng tối rồi bây giờ ăn luôn nữa cũng rồi bám nhưng mà mày cãi về giỡn nè giỡn nè bây giờ mày hối hận rồi nướng anh là như cào phải bằng một trên muốn quýnh với cờ nhị không quýnh đâu muốn quýnh với cờ dở hơn anh nói thiệt là anh mê cờ anh chơi đó. Anh cờ mà dở hơn anh mà quýnh độ mình biết kèo thơm mà anh cũng sự là không quýnh anh quýnh cờ nồng hoặc hơn người ta chắc mình á mình quýnh quýnh nó sướng lắm anh nữa nè chắc không với lại anh không có quen mà đỡ anh là anh khoái nằm dưới khoái tấn công mình quýnh cờ đồng cái có cái bàn người ta đi trước mấy người ta quýnh mình đỡ không có được không là súng giờ đó cũng mấy súng này súng lình nhưng cơ. Mà thành đá mấy thua em hay gì nữa còn quýnh không lại súng đâu còn không mà bậy súng thua gần 5-6 bàn mà xuống bánh đầu nữa không hả? Không cái công mà không còn muốn không lại xuống rồi còn muốn không làm xuống công muốn không lại không làm xuống có nghĩa là ăn quan lợi nhưng mà là xuống muốn khó chịu á công ăn á là 3 bàn nhưng mà xuống ăn 10 bàn xuống ăn quan lại vẫn
nó quýnh khó chịu. Không, nó quýnh vẫn khó quán nhưng mà nhìn nó được. Nó đánh thành là dễ chịu chứ không? Nó sơ hơn là vàng, súng nó sơ hơn là vàng. Hai xe anh mày chứ. Vàng là lúc nhảy lâu này về á. Hai con xe anh làm đi mà em mày ăn có chịu ăn anh. Chè không có căng được. Đây nè. Mút cơ. Mấy bên nó hay xe mình đi. Chè nó lại. Chết thằng nữa nè. Tương lai là hơn mấy. Không chết nữa. Ai 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 ai. Đúng thơ mày. Ác lắm. Quá tao chạy đi. Nét cờ lông vịt. Mày đứng đó đi mày đi ngửa tay trước là nét cờ lông vịt. Ủa sao không ăn nó ta? Mà giờ nó có chạy đâu mày ăn. Thôi rồi nữa rồi đúng. Lũ mới ngựa chạy đi. Làm lâu nè. Không rồi. Tức anh mà mày đừng có uống, mày coi cờ nãy giờ mày lên ba nước rồi đó. Coi rồi, đang coi rồi, nãy giờ đang coi. Là mai mày rủ tao quýnh đồng được rồi đó. Thôi. Ngày mai là quýnh đồng chứ. Chắc tao tới xe máy chuột mày. Thì mày coi nào tao lấy xe của đại mà giờ đủ quá tao dư nhiều quá, tao không biết đi gì giờ. Ê đừng thí xe tao nghỉ à. Trời đó, dạ. Yếu gì mà thí xe gì ngoài. Cái vàng nãy rồi nó không làm mà uống với anh lon nữa. Rồi, anh đi ăn đủ mấy anh uống nữa, đủ em. Không lẽ cờ già nó lên dữ vậy ta? Chỉ nói là nếu mà giờ... Ủa? Nếu mà có làm có chuyện gì... Mấy bấy nhiêu số nữa. Trường không ngại nha. Dạ. Trường không ngại nha. Có nghe thân tình với ta. Trường không cảm nha. Không có như mấy nào xin nghe cậu không cảm cho tới đâu. Cậu nghe nhận thông tin của anh, má nghe giả dối thiệt. Trường thương ngạo nha. Dạ. Thì bé Giang hôm nay, bé Giang cũng là chưa tiếp chặn được. Bé Giang hôm nay là mới tiêm mất môn. Thương ngạo như bé Giang nha. Trở tuổi này giờ là ở dưới quê, cái này mấy chục năm trước là làm ông ngoại rồi chứ đâu ông nội. Mẹ cái gì vậy không biết. Bày áo đi, áo. Bữa đi đám cưới nè, có 33 tuổi. Nhưng mà nói gì nhục nghe nói gì. 33 tuổi là ông ngoại. Dốc. Có, em đi nè. Ông đó, mày đi, tại nó bắt mày đi tầm mấy. Phải xuống nhà, nhớ tao phụ chứ. Đấy à. Bây giờ cứ nhắm mắt quýnh à. Quýnh về cà chớp mà 3 phút thôi. À, tao thụt chuột lên đó, cũng ăn nữa nhưng mà thôi đó. Nó đông quá rồi. Bây giờ người ta nhỏ anh có 5 tuổi chứ nhiều. Nhưng mày nhắm mắt mày đi hoài. Mày lại sao gì vậy? Có mấy vàng để người ta làm một chuyện đó. 5-3 tuổi không quan trọng. Tình yêu không quan thì không phân biệt tuổi tác. Ờ, em không nói dùng đó, nó tụi đó ăn đồ chi. À, vậy anh sai hả? À, anh xin lỗi đi. Xin lỗi, anh uống miếng nha. Thế em cũng muốn xin lỗi để em uống nữa nè. Không. Đi tới không? Vô tới anh. Ba cái nữa lại. Dương, nhẹ tay với anh em đó. Nhẹ tay với em đó chứ. Gì đâu mạnh quá, lột chết nhỏ đó. Buồn, nấu yên xe đỡ gì. Khác mày rồi. Ta vô đây đi nói gì tới anh. Chọc thẳng xe xíu. Chứ chơi luôn hả? À. Chơi quá, gì vậy? Hay quá. Ở đây ai cũng biết tôi hay hết. Cũng biết thấy cờ tao ngoài tưởng dở. Tao đây. Cũng biết là về trong này cờ tao hay lắm. Welcome Pao. Welcome Pao. Welcome Pao. Welcome Pao. Welcome Pao. Má chị biết tự phiên đáng ba tàm vào nhậu. Phù phú quá là xó. Gì nghe gì con xóng nè. Xóa. Chú gọi sẵn đó là gọi là người Trung Quốc thường nói. Nhẹ tay với người em nói chưa? Để nó hát bài anh cho 50 anh đồ nó nói cái gốc. Anh hơn ba con.
con nhưng mà cũng chưa chắc ăn. Trời hơn ba con mà chưa chắc ăn hả? Chưa. Tôi đi hết để cười hết giờ. Mãi không không không. Ngồi đó cười chơi thôi chứ đừng ăn gì, đừng đi gì á. Giống như kiểu như mà tự động ta chết thôi. Giống như kiểu dắt ra khách sạn á. Tự động ta chết thôi chứ đâu. Giờ cái lúc mà cô cái lúc em đang buồn. Nhưng mà tự động ta chết thôi. Kiểu như dắt khách sạn á nguyên mà tụt quần áo nhìn nguyên đêm. Áo làm cái gì hết? Thử nào chết? Thử nào đi không? Thử. Tại vì biết sao mà chết không? Thèm chết chứ gì đó. Chết thèm. Ngồi ở đây. Lý do là chết là thèm chết. Chết chắc luôn rồi. Nhé này anh Trương không buông nữa ta. Gì đó. Anh Trương vẫn còn sân si lắm. Mẹ nó là chiến binh là đâu mẹ là không bao giờ là mua súng. Chiến binh à? Chiến binh là không bao giờ mua súng. Là mày kêu ra lại chơi ra nó thèm chết chứ đừng ăn nó nổi ra kêu kêu qua rồi lại chơi kêu qua rồi lại chơi mày tự động ta nứng ta chết. Anh Công này uống sân dược mà anh còn nói ba câu đó nữa. Anh mới làm nguyên lọ sân dược mà anh còn uống, anh còn nói vậy. Nứng ngay chết rồi. Tự động nứng chết. Đâu mẹ. Nứng quá mấy nào tăng trong không ta. Má anh này bạ quá nha. Nứng chết rồi. Không, tôi không nói bậy bạ. Cái này tôi nói qua chuyện khoa học à. Nói là có. Tại Nguyên cũng là một nhà khoa học. Nói. Nhưng mà nhà khoa học chưa từng học thôi. Khoa học chưa từng học. Ủa không chưa ăn thì tao ngang. À, học lâu lâu mới học à? À lâu lâu mới học chứ sáng giờ anh chưa có học luôn á. Chưa từng học, chưa từng học. Em nhà này hay lắm. Nhà này học bên đội múa quạt thành phố mà tay chân ngủ gì vậy? Gì vậy? Ủa, gian học quá quạt, rồi xong rồi. Mấy tùm ba. Nghĩ sao đi nguyên múa quạt. Gian chứ, gian mới nói rõ rồi. Bây giờ anh chưa có đi chí phèo rồi. Không cả nào không đuổi á. Cho nó bay học nhớ lời ấy. Xuống tụi lên tụi bay lên tụi bay ma ta kêu lên tụi bay giờ kêu xuống tụi bay bay anh chưa nghĩ anh nhiễm hết ở đây rồi anh chưa nhớ lúc anh mấy đó anh đàng hoàng lắm mà sao kỳ ta kêu lên tụi bay nó kêu xuống tụi bay luôn mày chưa bao giờ nghe ngầu xuống tụi bay nói tụi bay đâu mẹ ta kêu lên tụi bay lên tụi bay nó kêu xuống tụi bay nó cười điên mai rồi má má ngày mai chắc mẹ ngồi má cười dễ thương đồ đầu má láo kìa. Mẹ láo kìa. Cái tay không căng. Hơn 2 cây cái tay. Mẹ láo kìa. Mẹ làm chi náo. Náo thật. Làm chi náo thật. Hơn 2 con cái tay không căng. Mẹ làm chi náo thật. Căng nữa. Căng. Mẹ làm chi náo thật. Tự động chết gì đó. Tụ mà không cần cắn tự động chết chưa muốn đi dắt que vậy ha. Cái học chú ý có chịu chứ đồ không có buông dễ gì buông dễ gì buông mẹ ngu sao buông buông tua sao. Buông mẹ luôn. Buông cô chào. Buông cô chào. Má quá lụ, má nó quẹo. Sao mấy Giang về rồi? Điện thoại để đây nè. Em cứ về đi, điện thoại để anh lo. Thôi. Má gà tướng là bởi vậy. Gặp tao đéo đánh gà tướng, tao coi không đâu có nhiều. Bên này hơn 2 cây, cái tay nó cong 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 kìa quá mà. Góp này anh chơi đậu được, ngỡ anh chơi góp chơi đậu được, nhiều chơi.
Chiếu tướng mình không chịu không thấy hả? Đâu có la đâu sao nghe hay vậy? Nói lạ ghê lạ. Chiếu đâu có la đâu mà sao nghe hay vậy ta? Chiếu tướng mình không chịu hết vậy không thấy được. Chuyện gì đấy? Sao em á? Anh chọn báo chiếu anh kêu khạc khạc anh kêu tiền hậu hà cái chết tôi luôn nữa. Người tài ớn. Quê. 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 Ông chồng ta vậy á, mà thấy hầu mà ông chồng này không xin cái mặt lên á. Cứ vậy tao nói câu gì ra mày cũng nói chứ vậy. Tôi chưa biết. Vậy thôi được không? Mày khó quá vậy. Không có khó, nói đúng sự thật đi, đừng có khó gì chứ. Tao nói chưa biết rồi mà còn nói. Tôi nói thua thì cũng được thì tao nói ăn. Không thua ăn. Vậy có em là mấy chồng gian nó mới có cái cảm được cái cảm giác gọi là đó là Dương mới cho công được cảm giác rồi là nhưng mà một bài 50 chứ không phải một bàn nha. Nghe tiếng mưa rất mình đẹp không? Giọt mưa tí tách buồn tí tay mà công bữa nào mà cái tay công công là ao à mà cũng thua công nhé. À, bữa nào cái tay công 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 là thua à. Không biết làm sao hình như mình không thích cái tay công công mà có ngày nào mà không công hả? À? Có ngày nào mà không công cái tay công công là ao mà sao thái công 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 á cân Trương nhỏ mà anh biết gặp anh biết Trương nhỏ hơn mà nhỏ là anh em gặp là biết liền ngay luôn đó. Công vậy đó. Công ngay luôn chứ công vậy đó. Ngay luôn chứ không anh chưa biết mặt Trương nhưng mà tên tuổi thì nghe lâu rồi đúng rồi lộ mà học học luôn mày không phải dân giờ tướng không em đâu phải dân giờ tướng đâu Trương là nghe tên tuổi lâu rồi ho cũng quýnh chứ không có tê đâu mà ho hả? Đủ quýnh cho ối luôn chứ hả? Ho tưởng ho ta ta ho rồi quýnh ối luôn ho cũng quýnh cho ai tê đâu mà ối luôn quýnh ối luôn ho ho ối luôn đang trên đường giảm xuống đó chứ không phải là tốt hơn đâu lên chưa nó vừa mình đang giảm từ từ rồi đó mình bị viêm họng rồi tụi mới quýnh chứ mình chơi bắt nữa thôi trẻ đè mình cờ mình nên thất thế chứ mình ho mình mắc ho ho hả ho cho mày ối luôn á à? Ok ho hả đông quá muốn ôm mà cờ mà đập xuống đi đông quá cờ đang lép rồi ông bé mà lúc đó mình ngứa cái họng cái mình ho cái ông chứ ho hả mới gì sặc tí xíu rồi làm gì ghê vậy đúng. Ho hả? Hả? Quá hả? Nó chỉ vậy thôi. Ừ. Ừ. Đi hết luôn á. Dưới. Đúng rồi. Ngồi anh nhiều em. Đi đó là đi đâu? Quan gì? Đi thôi. Lẫn chốt vô đây rồi hỏi thăm thử. Đi thôi. Đầu tiên là mình đi trước đã. Hay không? Uống nước rồi hỏi thầy hả? Uống vô thông minh cho ngoài nó sai uống vô thông minh cứ đi trước đã từ sáng trước tới giờ sao
Ai đậu qua dần nhăn thôi nó bỏ cái nước gì mà vô thông minh á, nước thông minh là uống khó khó chịu. Nước gì mà ai thông minh không? Không thông minh á, à thông minh á. Nè ngon à, anh ăn chè. Trời nè, anh hỏi không ai ăn. Hai thập cảm. Nó cái miệng tôi to. Này có này có. Nãy Giang nó hỏi không ai ăn. Nắm hỏi ai nghe đâu, có nghe đâu. À không nghe. Không nghe. Cái mấy ông anh sợ nghe mới tốn tiền. Ngon hả? Ngon. Cái Giang kêu nãy là hỏi ngon. Trường giờ anh hư luôn rồi, không đeo được miên rồi. Trường giờ đổ nó không đeo cờ anh mà, tại vì nó cà chết rồi các bạn. Mẹ không biết bao nhiêu bạn rồi phải chết kiểu này chứ. Nãy giờ mẹ ăn tao mấy lần kiểu này rồi. Tao tin nhắc mày đó, tao tin chỉ xe cho mày chạy mà tao thấy thôi cũng. Tao coi hình, tao thấy có hình mày thầy tao kêu giết. Thầy nói là chưa vô ở đầu là tao kêu giết mày. Hứng quá trời. Đừng có hỏi tôi tên gì. Tôi giờ tôi không biết gì. Ngày mai em xuống người ta. Tôi phang à. Đây, đứt đồ. Phang này, không ấp thêm mà phang đường này. Bữa nay không biết gì cả. Chồng giờ ông nội ơi, chồng mới kia nó chồng nó đại quá cho ông nội ơi. Thôi giờ ăn đại đó. Có mày ép quá là ăn đại chứ mày cứ để luôn vô số vô. Chồng mà dạy qua ông nội ăn giá. Tụi như cày thấy rồi. Có giờ nhịn mày chứ em qua đây nó nhịn mày. Giờ không lẽ mà kêu Dương thứ nhất ở đây là cũng quậy cho ăn nữa, đừng nói kia gì nữa. Chè, cho một ly chè nữa em. Làm như đang ở làng quan họ ấy ơi. Ấy. Cho về hao à, mua là kêu chè. Ấy chè là sao? Ấy nó hấp dẫn hơn cái trò chè. Bậy à. Anh nói về anh trai đó. Anh nói về trai. Này không phải kiếm đồ quay mày thôi. Tao không có chí quý mày đâu, nhưng mà còn mày không còn có gì đi. Tại tao có thấy hình mày, trong có hình thầy tao kêu giết mà. Tao không có tàn nhẫn. Người ta ăn vô chết rủ hủ khi đi rủ mà ị ảnh. Chà hát quá à. Thầy tôi nói mà, tôi có ngó hình tôi thầy kêu giết này. Thầy kêu giết thầy hát quá đâu được. Anh chơi ai mà không hát. Hồi chú chơi cờ chú có học hài không? Thế mà má còn có bầu đựng đó gì không? Trước vô trước khi ta ăn ta ra hỏi. Vậy á chứ không đi sơn con không ngồi cũng rủa rồi tụi mới ghê lắm. Không tao tính nhắc đó mày, nhưng mà tao thấy nhắc thì tao thấy mình mà sơn con nó làm ghê lắm. Chứ ổng hồi sơn chết có chạy ở đi sơn chết con. Tao tính nhắc tao lại đây có chìm chết xe nhưng mà tao thấy vậy thôi kỳ quá. Phải không? Chứ tao cũng nhân đạo tính nhắc rồi. Nhưng mà tao đâu có nhắc. Nhưng tao đâu có nhắc. Nói chung là tao không có nhắc. Đó, đại khái là vậy. Còn sao nhắc? Ừ, chẳng hà nói câu đó. Coi nha. Coi, không có chết còn chưa nha. Mày nhào đây. Nhào đây chiếu tao. Dương, Dương, nhường tay với người ta. Mắt nó cũng hữu gì Dương. Để mày ăn một tay. Ăn mấy bàn thôi nhiều quá không? Mấy bàn có nằm giá mà kêu mấy ăn mấy giá nữa.
chạy nó. Ăn chè đi cờ để tôi ăn anh. Ăn chè đi cờ để tôi ăn. Ăn khoảng chừng 8 bàn thôi chứ còn. Cờ đó được rồi. Thôi thôi chứ sao em gỡ cho anh chưa anh nổi. Từ từ em còn gỡ chứ không mới 8 bàn em gỡ chết mẹ luôn rồi. Vô ăn gỡ mà ghẻ cái gỡ gì nữa. Em vô gỡ thêm khoảng 6 bàn nữa. Sao đó? Đủ cho 14 không? Đủ chục, đủ chục. Càng giỡn là càng đau đòn, có nói mày giỡn nữa. Mày giỡn, càng giỡn là càng đau đòn, nó giỡn. Có ai giỡn gì? Có chừng thua nữa đó, tao nhắc chừng đó. Tao nói không hiểu rồi chạy. Mày nhúng dính cái đi mày thấy rồi. Ăn nhúng dính gì đâu ta? Tao đời mày khổ quá, mày dám ăn tao nữa. Nó chả hiểu gì. Tao cho pháo mày chạy xa đi rồi tao mới vô. Mày chiếu đây rồi tao mày sợ đỡ nghe thằng Phan. Tao lên sĩ. Mày chạy ra thì tao quên con tự thôi. Xíu nhẹ mày đó. Chiếu đây chiếu con sức tướng ra mà cố. Chiếu đi. Đây có nói gì. Chiếu đi. Sao chiếu lên nữa mà chiếu làm chi nó lên ngựa. Lên ngựa. Quýnh mày xuống nhà mà mày nhớ. Mày động xuống nhà coi xuống mấy rồi nói lại coi. Chả hiểu gì. Tao chơn vô con sĩ mày kìa. Đâu tao quýnh riết mà mày không có nhớ xuống nhà luôn. Mày vô hả? Mày vô không? Tao chơn con sĩ cái là có bầu liền á. Mày á. Hồi nãy có bầu được cái sĩ nào không có bầu được à. Chú nói vậy không đúng à. Nhưng mà tinh trùng chút. Tinh trùng nó tốt, chơi con gì cũng có bầu. Nói gì là người dưới Việt Nam là chơi con nào cũng có bầu. Ờ. Giờ tao chơi sĩ sĩ cũng bầu luôn á. Bậy thằng bà nó. Đưa pháo vô đi, hàng nào có con đưa vô. Người đang quay nói là bậy. Bậy thằng bà. Chú nói vậy đúng rồi. Sao mà chú Việt chúng ta chú Việt mạnh chơi con nào cũng có bầu. Để tao ăn rồi là hối hận không kịp á nghe. Ăn năn sám hối giờ này còn kịp á lẽ. Vẫn ngựa mà chú ơi, chú Việt còn chơi có bầu được thì con nào tôi chơi cũng có bầu được. Thì sáng vậy cỡ lý đồ táo là qua mấy giây chưa tới 10 giây chờ mấy cái thấy quần áo đủ rách hết trơn. Phải cái chuyện á chơi ngựa có bầu. Nó quýnh trung tàn quýnh nước lại tới đâu chạy hả có văn hả mày văn cho mày văn nha mày đưa pháo vô là tới số rồi này trời đất ơi rồi mấy cái nơi đủ tự nhiên thì có ngựa nè tự nhiên thằng mập chạy nữa nghe tự nhiên chạy nè tự nhiên không giờ mệt quá là không có nữa xong chưa không xong gì hết tao thấy mấy cái hỏi xong chưa mấy cái tới rồi xong con mẹ không biết giờ hỏi xong chưa tới đây nha xong chưa xong à hỏi xong chưa thôi coi chừng á để tôi không chịu giờ bánh nó hỏi nhẹ là xong chưa thôi xong sắp xong rồi xong lắm tao đưa sĩ lên cái mày thấy xong rồi mày nói nhẹ là xong chưa thôi tao bắt mày nữa này xong con nổ tao chứ xong rồi bắt mày ừ muốn làm gì mình cũng đắt tao nổ không có ừ tưởng thôi tao bắt tưởng kìa không có đắt cái gì mày hả để tao đi đừng có hỏi tại sao tao buồn bóc giờ đường tao cứ đi số nhà mà không mà nhớ số nhà tôi cùi là đã cởi tự nhiên đưa có bụng trang ban như có bầu như thế không thể là làm đỡ chứ giờ không ăn thì nó nói ông này cà tàn dở chết mẹ không được đâu có đầu nha đứa qua đầu lấy 50 thôi á ờ vậy tôi ăn đó
đi. Tấn tôi là rất tự ái. Đứng đi, trời ơi, sao kỳ vậy đó. Chỉ có 50 thôi là không được đâu. Đứng đi, sao kỳ lạ vậy trời. Quánh là quánh là lo. Thì cứ đứng đó hoài đi, chờ tao gỡ hoài. Quánh nước nguy hiểm quá. Quánh đi, nguy hiểm gì, quánh đi. Quánh gì? Nhanh. Hả? Sợ mày quá chạy. Quánh là quánh, còn nó dốc nó dép gì không? Nhưng mà mai tới không? Tổ trưởng sửa quà. Quánh lo quánh là đâm nó dốc nó dép nè, vậy. Nè, tao chịu chơi mới nè. Đâm mày. Rồi, đất ơi. Rồi, đâm, rồi xách quần chạy đi. Trời ơi, có bỏ chuyện đâm thôi mà làm gì căng. Hít. Thoải mái, tự nhiên. Làm gì làm đi. Đau em. Tâm em đau. Đừng đánh em đau từ thời gian khai. Đừng đánh em đau từ thời gian khai. Tao chiếu một cái bí nha. Mày giỡn gì cũng được. Tao chiếu một cái bí nha. Chiếu cái bí nha, hù ai vậy? Hả? Hù ai ở đây? Trời ơi, hù ai ở đây? Hù ai ở đây mà tao chiếu cái bí nha. Không. Không có nói đâu. Trời đất ơi, quýnh đi cho quýnh thoải mái á. Quýnh đi. Trời đất ơi, nhanh. Không có nói nhiều. Trời ơi, tao chiếu cái bí đó nha. Đi quýnh với ai không? Hù bà. Tao chiếu cái bí đó nha. Tao. Dạo em ơi. Tao em anh ơi. Hài lắm. Tao chiếu cái bí đó nha nữa chứ. Tao giọng cái má nhìn mày không ra nè. Ở đó mà mày ơi, anh này anh hài lắm mà nó nói đâu. Mày không biết cờ tao mà mày nữa. Mày ăn đây hả? Ăn đi nè. Rồi sao không hiểu. Tao giọng con pháo nè. Tao biết quýnh dài không? Không, không biết. Tao biết đang quýnh dài không mà nói dốc vậy? Không, nhiều quá tao không biết nào. Phèn. Pháo bắt pháo mày. Mình chỉ hỏi là bên đó biết quýnh dài không? Hả? Biết. Bắt pháo mày. Hỏi ha. Con pháo mày. Không, tao dùng tạm nha, không có dùng thiệt à. Dùng gì tạm, vậy? Dùng tạm bữa. Cơm nghèo đảm bạc, tan đảm bạc mà mày. Nói gì trời. Chỗ này tôi xuống. Xuống đây. Vừa cao quá để đâu. Đi mày. Đều cao cái nào quá. Nói dũng hiểm đi chân. Thôi. Hết giờ luôn, hết giờ. Nó bác hát đúng là dùng làm bữa cơm nghèo đảm bạc rồi chứ không giúp cái giá thì mình quen nó chiếu lên tháo chết tao rồi. Quýnh dọc lên chiếu không quýnh với ông nội nè. Đó đây chứ. Dọc chứ phi tượng ơi, chết gì. Thì phải chiếu một cái. Phi tượng không? Đi đâu mạnh có nói gì không à. Phi tượng là thắng rồi. Phi tượng đi đâu đã. Nó cái vậy hoài chán ghê, phi tượng đi đâu. Thắng cái vậy hoài. Ở đâu dễ vậy. Phi tượng nhắn chiếu cho ông thắng. Muốn hoài dễ quá mày. Bây giờ tao thí xe cái không bắt được trong nào hết. Wow. À, nhiều khi nó ngoan nó giận nó ngoan. Này thì và nhắn cho xuống. Được. Quýnh đi mà mấy anh này. Mấy người chơi kiểu. 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 Tiếp đi. Tiếp rồi. Hả? Ờ, cái gì rồi, chiếu phi tượng lên anh quýnh vậy? Anh cái gì không? Chiếu đây. Chiếu ta xuống tướng, anh phải xuống chốt không? Mà ta cầm con ngựa ta chiếu anh đi đâu? Cái vậy hoài chán. Con pháo nó phi lên chiếu rồi phi qua chán. Pháo chiếu đâu, chiếu xe, chạy báo. Để ta quýnh đi mấy anh, cứ vậy hoài chán ghê vậy. Vậy đi. Anh chiếu phi lên là một là thắng, hai là anh thua thôi đúng không? Chắc hơn. Ừ. Đó, nó chủ động.
thì cũng chưa biết được, tại vì anh quýnh kiểu đó là nó tính sát chiêu á, anh không tính sát chiêu là anh tự hiểu đi tại ha. Chưa có sát mà thì cũng chưa biết được, thì có thể là sát á nhưng mình không tính thôi, có thể là sát nhưng tại mình không tính thôi. Thời gian đó là thời gian tự là tỏ chủ động cái hình này, tỏ chủ động quýnh này cửa đầu thua rồi, nãy mình ăn gì pháo cũng không thua nữa, nhưng mà mình không thích đó, mình thích chơi luôn, thích chơi luôn nhưng mà không thích chuyện kia. Đó để quýnh đi, quýnh sao đi. À, kéo pháo về đỡ trước á hả? Cao á. Kéo pháo về đỡ trước là cao á nha. À. Ủa sao vậy? Chưa sao? Chục, chưa sao? Sao sao có vẻ mà khi dễ đối thủ dữ vậy? Tới chỗ. À, chẳng hạn nó vậy. Con cờ dở cờ hay nãy giờ ăn chưa tới lời chỗ. Con. Thấy chưa? Lời con cũng chuẩn chết như thường, chứ không phải là ông đừng giỡn với tôi. Chưa tới chục. Chưa. Lời con đó nha. Cũng có chết không? Buồn quá ăn ít quá. Bộ. Không, 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 không. Tiếp nhanh trời đất ơi, không quýnh với ai ăn được tiền đây lời con về sướng rồi muốn gì nữa thôi đất ơi đó thấy chưa thôi đất ơi sống thuộc rồi giỡn với tôi ăn con hả ăn con cái bà giỡn quá ăn chưa tới chục bàn nữa đúng không thiếp